Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn và công ty Pharmacela Việt Nam vừa tổ chức hội thảo phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết tại huyện Thoại Sơn. Tại hội thảo, tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ các thông tin hữu ích về cách phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết như bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn gây ra có thể xảy ra quanh năm nhưng tăng cao vào đầu và cuối mùa mưa. Trẻ em và người lớn đều có thể mắc bệnh, có thể trở nặng bất ngờ, gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mỗi người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người mắc bệnh sẽ trải qua 3 giai đoạn gồm sốt, diễn biến và hồi phục. Trong đó, triệu chứng bệnh nặng gồm sốt cao, đột ngột, liên tục trong 2 ngày và xuất huyết trên da. Bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị và phòng ngừa, nên biện pháp phòng tránh bệnh tốt nhất là diệt lăng quăng bọ gậy, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Ngủ mùng cả ban ngày, đậy kín các vật dụng chứa nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Có thể dùng bình xịt muỗi hoặc ngang trừ muỗi và không đi đến vùng đang có dịch bệnh sốt xuất huyết khi không cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cung cấp kiến thức về nhận biết và xử trí bệnh sốt xuất huyết, tăng cường việc khuyến khích người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.